Tuần này, tại tập 2 của vòng nước rút, chúng ta sẽ đến với các kỹ năng thăng bằng trên cao, đu vòng và hát chầu Văn Huế. Sự cạnh tranh đầy khốc liệt, ai sẽ may mắn giành chiếc vé thứ hai để có mặt tại đêm chung kết. Những kỹ năng sẽ được tăng lên độ khó và thách thức thí sinh, cũng như mang đến nhiều sự bất ngờ thú vị cho khán giả. Nghề mà em nhắm tới chính là nghề nghệ sĩ xiếc này ạ. Hay, mới, lạ, ba chuẩn này đạt thì là chuyên mục xuất sắc. Hay quá! Những phần trình diễn thót tim, những nụ cười và nước mắt khi giành chiến thắng, tất cả sẽ có trong tập 11 chương trình Kẻ Thách Thức, sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 3 tháng 3 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau thứ hai vào lúc 13 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.